Cờ tướng Bà Rịa xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn ván cờ giữa Tây Độc Nguyễn Thành Bảo và Kỳ Dương của Trung Quốc Lữ Khâm, biệt danh Khoái Mã Phi Đao. Mời các bạn theo dõi. Khoái Mã Phi Đao Lữ Khâm đã du địch Trung Quốc 5 lần vào năm 88, 86, 99 và 2003, 2004. Một Kỳ Dương rất mạnh của Trung Quốc. Vào trận đấu, Tây Độc Nguyễn Thành Bảo được đi tiên, đã chơi tiên nhân chỉ lộ, chốt 7 tấn 1. Lữ Khâm đối phó pháo 2 bình 3, pháo để chốt. Bảo lập tức chơi pháo đầu pháo 2 bình 5, một trong những nước khai cuộc cơ bản. Lữ Khâm bổ tượng 3 tấn 5 để củng cố trung lộ. Bảo đi tiếp sĩ 6 tấn 5, nước cờ phòng thủ từ xa, chống nước chốt 3 tấn 1 của Lữ Khâm. Khâm chơi tiếp chốt 1 chốt 7 tấn 1, Bảo mã 2 tấn 3. Khâm chơi tiếp mã 8 tấn 7, Bảo xe 1 bình 2. Lữ Khâm chơi tiếp xe 9 bình 8. Tới đây hai bên khai cuộc rất chắc chắn, nằm trong những nước cơ bản khai cuộc. Bảo chơi tiếp xe 2 tấn 6, Khâm mã 2 tấn 4, hình thành thế mã quỳ. Bảo pháo 8 bình 6, nhắm ngay vào con mã yếu của Lữ Khâm. Khâm chơi mã 7 tấn 6, bước mã lên hà để phản công bằng nước chốt 7 tấn 1. Bảo né tránh bằng nước xe 2 thối 2. Lữ Khâm chơi tiếp xe 1 bình 2, Bảo mã 8 tấn 7. Lữ Khâm mã 6 tấn 7, ăn chốt đè mã. Bảo pháo 5 bình 4, né tránh nước thí pháo đầu. Lữ Khâm nhận thấy điểm yếu của mình là con mã 4, con mã quỳ đang có thể bị truy bắt, nên tấn xe nhất xe 8 tấn 1 để phòng thủ con mã này. Đồng thời bình xe là vào lộ 7 để thoát khỏi sự kìm kẹp của xe 2. Bảo sau khi bổ tượng thế trận vững chắc đã chơi tiếp mã 7 tấn 6, dòm ngó con mã 4 của Lữ Khâm. Khâm tấn xe 2 tấn 4 lên hà, phòng thủ tích cực. Bảo chơi tiếp xe 9 bình 6, Lữ Khâm pháo 8 bình 7, dòm mần ngó con mã yếu của Bảo. Bảo lập tức pháo 4 tấn 4 để pháo 6 có thể bảo vệ mã 3. Khâm chơi tiếp pháo 7 bình 6, Bảo xe 2 tấn 2. Khâm chơi tiếp chốt 1 chốt 9 tấn 1. Bảo dùng pháo chém chốt 3 của Lữ Khâm. Lập tức Lữ Khâm thối xe 1 bắt pháo. Chỉ chờ có thế, Bảo ung dung chơi chốt 7 tấn 1. Lúc này Lữ Khâm buộc phải di chuyển xe, nếu không Bảo sẽ đi chốt 7 bình 8 đuổi xe, thế trận rất bất lợi. Khâm chơi tiếp xe 2 tấn 2 bắt mã. Bảo pháo 6 bình 9 bắt chốt biên. Khâm chơi tượng 5 tấn 3 ăn chốt. Bảo chơi pháo 9 tấn 4, Khâm chơi tượng 3 thối 5. Lập tức Bảo chơi pháo mã 6 tấn 5 ăn chốt đầu.
ham chơi mã 3 tấn 4. Bảo chơi tiếp pháo 9 tấn 3 chiếu tướng, sĩ 4 tấn 5. Bảo chơi xe 2 bình 5. Ham chơi xe 2 thói 2. Nếu không đi nước xe 2 thói 2, Bảo sẽ chơi pháo 7 bình 8 thì Bảo sẽ có thế công rất mạnh, dùng 2 xe và 2 pháo. Bảo chơi tiếp xe 6 tấn 8. Khâm chơi chốt 7 tấn 1, hầm tấn công vào con mã yếu của Nguyễn Thành Bảo. Nguyễn Thành Bảo chơi tiếp xe đâm bình 6 dọ sát, buộc Lữ Khâm đi pháo 3 bình 4 ngăn cản, và xe trước bình 9 tiếp tục dọ nước pháo 7 tấn 3 chiếu tướng, buộc Lữ Khâm phải bình pháo ra ngăn cản. Bảo đi tiếp pháo 7 thối 6, Khâm đi pháo 6 thối 1 bắt xe. Bảo chơi xe 9 thối 4, Khâm chơi xe 7 tấn 3, Bảo chơi xe 9 bình 6 dọ sát. Nước cờ nhấp rất hay của Nguyễn Thành Bảo, khi buộc Lữ Khâm phải chơi pháo 3 bình 4, con pháo rời khỏi vị trí quan trọng. Lập tức Bảo chơi xe trước bình 7, dọ nút chiếu rút. Khâm chơi tiếp pháo 6 tấn 1, hình thành thế pháo văn. Bảo chơi xe 7 tấn 3 chiếu tướng, Khâm về sĩ, và Bảo thối xe chiếu tướng đấu xe, ăn nốt con chốt 7 của Lữ Khâm, truy sát con mã 7 nằm ở vị trí rất là yếu. Lúc này Khâm muốn bảo vệ con mã này, buộc phải tấn 2 pháo lên để bảo vệ, thì hệ thống phòng thủ đã không còn vững chắc. Khâm chơi xe 2 bình 1 bắt pháo, Bảo chơi pháo 9 bình 8 dọ sát, buộc Khâm phải ra ngăn cản con pháo này. Tới đây Bảo ung dung tấn chốt qua sông để thông xe, hàng loạt nước điều quân. Tới lúc này các bạn có thể nhìn thấy một xe của huynh đã khống chế 2 pháo và một mã của Lữ Khâm, không thể nào di chuyển được, nếu di chuyển sẽ mất quân. Thế trận của Lữ Khâm rất là ngột ngạt. Nhận thấy thời cơ đã đến, Bảo lập tức chơi mã 3 tấn 5 tri mã, đồng thời có thể nhảy mã lên để thí con pháo 7 của Lữ Khâm, con pháo bảo vệ quân mã này. Sau khi thí xong quân pháo, Bảo thối mã xe về bắt mã biên. Mã biên của Lữ Khâm buộc phải ăn chốt biên, chỉ chờ có thế Bảo tấn xe bắt mã, đồng thời kiềm chế luôn xe pháo của Lữ Khâm. Một quân của Bảo, một quân xe, khống chế 4 quân của Lữ Khâm không thể nhúc nhích được. Hàng loạt nước đi của Lữ Khâm hòng tháo gỡ sự kìm kẹp của Nguyễn Thành Bảo. Tuy nhiên, Bảo đâu cho Lữ Khâm dễ dàng thoát ra được. Khi một quân của Nguyễn Thành Bảo nhốt tất cả các quân của Lữ Khâm. Tới đây, ưu thế của Nguyễn Thành Bảo rất lớn khi ung dung lùa chốt qua sông và tấn công như chỗ không người. Những nước đi vô vọng của Lữ Khâm, Kỳ Dương Trung Quốc đã bị kẹp cứng, không thể nào nhúc nhích được.
tới đây thắng thua đã rõ. Các bạn có thể nhìn thấy quân lực của Lữ Khâm không thể nào đi được, và Nguyễn Thành Bảo chỉ cần thúc chốt qua sông và tấn công mạnh mẽ là có thể dễ dàng giành chiến thắng. Chơi tới đây, Kỳ Dương Trung Quốc buông cờ chịu thua. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like và đăng ký kênh để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.